Ok, xin chào, mình là Maru. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại chương trình VRTG Crew. Rất là lâu rồi, từ khi mà mình làm cái video lần cuối cùng ấy, đó là khoảng tập thứ 34 gần tháng, 5 tháng. Thì sau đấy thì mình có thử nghiệm với một số các cái chương trình news, bản tin ấy. Thì hôm trước thì mình có đăng một cái video mình làm cái bản tin nhưng mà nó bị lỗi. Tức là mình có chèn nhạc vào đấy nhưng mà kiểu khai là lỗi, kiểu nó rất là lỗi. Và anh em biết đấy, kiểu nó sao nhỉ? Tức là nó không thu được cái tiếng mic của mình cho nên là nó lỗi âm thanh. Thì hôm nay mình sẽ chính thức mình quay trở lại và làm cái series này, thì có thể là nó sẽ không được như trước kia, tức là cái cường độ của mình ra mắt thì nó sẽ ít đi thôi vì đợt này mình đã bận sốp. Và hôm nay thì mình sẽ có một cái bài reviews, không phải reviews mà là đập hộp. Lâu lắm mà mình không làm review đập hộp nhiều, như khi mình cảm thấy mình già mẹ đây. Ok, và trước khi ta đập hộp thì mình sẽ có một số các sản phẩm để mình quảng cáo. Ok, thì về chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được sponsor by hai sản phẩm bên shop của mình. Hai sản phẩm mình mới về ở đây là chúng ta có đĩa check đấy, hai vỏ khá đẹp. Thực ra thì đây là mình lấy được bạn một cái mẫu thôi, vì thực ra thì mình còn hơn chục cái cơ, nhưng mình không phải đem lấy đây. Đây được, chỉ đem một số đại diện thôi. Thì có một số dòng game khác là hai anh em phải sở hữu là Final Fantasy 10 đó. Đây là dòng sponsor cho shop nhá, chứ không phải là dòng review của ngày hôm nay đâu. Chúng ta có PES 2020 bản tiếng Việt rất đẹp. Cái đĩa này mình bán 150.000. Đây là dòng sản phẩm game mới đó. Tiếp theo chúng ta có Burnout, đây là một trong những tựa game đua xe. Game này nếu mà anh em từng chơi mà tuổi thơ thì biết rồi, thì đây là một tựa game gọi là công tổ của Alphard luôn. Tiếp theo đấy thì mình có Fanta Frame 3, nếu mà anh em mà thích cái thể loại game kinh dị mà chụp ảnh ấy, thì là chúng ta có Fanta Frame 3 đó. Và True Crime New York City, đây là một trong những tựa game mà khá là giống kiểu đồ chơi được cái GTA và Activision. Và đó là những các sản phẩm đĩa PS2. Và mình có một sản phẩm mới nữa mình mới về đợt này nữa, đó là sản phẩm các đĩa PS3. Thì đây là các đĩa gốc. Thực ra thì mình có đến 15 đĩa nhưng mà chủ yếu sẽ là đĩa PES, nói chung là PES và FIFA, thì giá nó cũng sẽ là rẻ thôi, giá rẻ mạt thôi. Trừ trường hợp là mình đang có một đĩa món hàng rất hời, đó chính là God of War. Nếu mà anh em mà nhanh tay thì có thể sở hữu hôm nay God of War với giá 200.000. Thì tất cả các đĩa ở đây thì mình đều bán đồng giá là 100, riêng God of War thì sẽ là 200 vì God of War nhưng mà lại là bản Ascension ấy. Mà anh em nào đã chơi các bản spin-off rồi, thì tất cả chỉ có giá 100 thôi. Nó có PlayStation Move này, game trailer PlayStation Move này, PES 2012 này, PES 2014, hệ tiếng Đức. Nhưng mà thực ra thì PES 3 nó không phân hệ cho nên là hệ tiếng Đức vẫn có thể chuyển được sang hệ tiếng Anh, vẫn có thể chuyển được, nó không như là PES 2. Chúng ta có PES 13, đây là một số sản phẩm view cho cái shop của mình. Và nếu anh em có nhu cầu thì anh em nhớ like, subscribe và đồng thời là hãy liên lạc với shop mình ở ngay bên dưới và mình sẽ để cả số điện thoại. Ok, và cái món hàng hôm nay thì chúng ta sẽ review, đó là một món rất là đặc biệt nằm trong chiếc hộp này. Mình đã đặt về từ khoảng hơn một tuần trước rồi và nói thật sự với anh em là mình chưa có vui. Đây vẫn sẽ là hàng bán, cũng có thể là nó sẽ là hàng để sưu tập. Nói chung là nếu như anh em thực sự muốn, anh em có thể nhanh tay liên hệ với shop mình thì nó sẽ thuộc về của anh em, còn không thì it's mine. Ok, it's mine. Thì để tăng cái độ kịch tính của ngày hôm nay thì mình có một chút cái đồ chơi mới, gọi là một đồ chơi mới anh em ạ. Để xíu để tìm cái bạn này ở đâu. Bạn này lạc quá, chạy kinh quá, chiều rồi. Bạn này nhỏ lắm anh em ạ, nhỏ lắm, không to gì đâu. Bạn này
bé xíu nhỏ xinh đã quay trở lại. Anh em xem tôi tìm được thứ gì này. Dao bổ rau. Thực ra con dao này rất là tiện trong cái việc là khui này, mở những món hàng. Thực sự con dao này rất là sắc anh em, sắc lắm ấy. Dao bổ rau. Ok thì bây giờ mình sẽ bắt đầu khui hàng. Thì bây giờ chúng ta xem bên trong nó là một đồ gì nhá. Ok. Anh em có nên nghĩ là lần sau mình khui hàng như này mà kiểu để tạo cho cái độ fresh, cho độ mới của sản phẩm. Anh em nghĩ là mình có nên đeo găng tay không? Ok, nếu mà anh em có ý kiến mà cần muốn mình đeo găng tay thì anh em có thể comment ở phía dưới nhé. Ok thì chúng ta sẽ cắt ở một cái đường như thế này, đường ngang ra. Thì tại vì lần này mình sẽ không chơi cái trò vận sức nữa, vì vận sức nhiều quá mệt mỏi rồi. Thế nên là mình dùng cái dao bổ cao. Vì con dao này rất là sắc, và thứ hai là hộp này nó được này nó vẫn bổ giấy, vận sức nhiều. Thì cần dùng dao bổ cao là everything is me. Ok rồi. Thì dao này nó thật với anh em là cắt giấy cũng phê, chứ đừng nói là cắt lăn và cắt cái thứ khác. Ok. Có một tay của Nintendo GameCube màu đen, khá đẹp anh em, khá đẹp. Thì đây là một trong những cái dòng sản phẩm mà mình có nhập về sắp tới, mình sẽ bán cho anh em nào order trước hoặc là có ý định là muốn mua tay này trước. Và đây là tay này còn nhìn nó rất zin nha anh em nhé, zin đến 80% luôn. Thì tay GameCube nó phải như này mới chuẩn anh em này. Tại vì sao? Vì là tay GameCube ấy, nhiều khi cái đợt trước được vừa rồi là mình có mua một cái tay GameCube nhưng mà nó hơi bị lỏng phần nó có một số tay ra này, tay nửa trên màu tím xong nửa dưới là trong suốt luôn đấy. Thì tay GameCube nó phải như này được. Thường thì tay GameCube ấy, nếu mà theo đánh giá của mình ấy, thì nó là một trong những tay bền nhất, thực sự nó là một trong những tay mà gọi là bền hơn cả mình. Nếu mà bây giờ mà cho mình mà xét về tất cả các loại bảng về độ bền tay cầm này, thì tay PS2 nó là dưới đít nhìn lên. Tại vì tay PS2 ấy, mặc dù tay A nó rất là bền, nhưng mà nhìn chung là tất cả các mẫu tay khác như tay Hori hay là những cái tay mờ tay của Mitsumi của PS2 đều rất tệ. Và trong cái đó thì tay Xbox thì là tay bền nhất luôn. Tiếp theo đến là tay GameCube, tay của Dreamcast thì thực ra mình thấy nó có khi nó còn bằng ngang ngửa chất lượng của GameCube luôn. Tại vì sao mà nó lại khó bị kẹt zip hai cái phím này, mà tại sao tay PS2 nó lại hay bị? Tại vì thứ nhất là nó sẽ nằm ở cái là cái cấu tạo của hai tay hoàn toàn khác nhau. Tay PS2 thì gần như là sử dụng 100% là cái răng cao su. Cái răng cao su này thì cái độ đàn hồi ấy, khi mà anh em sử dụng một thời gian nó rất là kém. Xbox thì lại hoàn toàn khác. Xbox hay là GameCube hay là Dreamcast thì lại cùng chung một cái cấu tạo đặc điểm là dùng cái lò xo, lại không dùng dòng cao su. Cho nên đấy là lý do tại sao mà hai phím cò của Dreamcast hay là Xbox hay là GameCube không bao giờ bị có cái tình trạng là kẹt dít nút, tức là kẹt dít cái nút cò. Còn các nút này thì cũng có thể, vì nó lại dùng cái mặt khác, cho nên là cấu tạo nó hoàn toàn nó khác so với tay PS2. Nói chung là kiểu nó na ná nhau, và học từ thằng Sega mà ra. Thứ hai là tay GameCube tại sao nó lại bền? Tại vì cái bo mạch của con này nó rất là đơn giản, nó không phải kiểu như là mạch cứng hoặc là mạch mềm như PS2, nó rất là lằng nhằng. Tại vì bo mạch của tay GameCube bé nó chỉ có một bo mạch và một chuẩn thiết kế thôi. Và tay Xbox thì cùng thì tại có tại Xbox thì lại có hai thiết kế, nhưng mà mạch thì vẫn xem nhau, không có gì thay đổi, chỉ là nó thay đổi về kích cỡ thôi và thay đổi về các vị trí của các nút. Tiếp
đến là về tay này. Tay này thực ra thì nếu mà anh em mà mua trên thị trường ấy, thì tay GameCube này nó có khá là nhiều màu. Mình có lần mình đã từng đọc hộp review một cái video làm về con Nintendo GameCube, cái hộp mà mình mới mua về GameCube ấy, có một cái tay màu tím, nên thực ra thì tay mình bán rồi. Nhưng mà cái đợt đấy thì nói chung là mình vẫn thích cái tay tím nhất, vì tay GameCube là một trong những tay mà nó nhiều màu sắc nhất luôn đấy. Chưa kể màu nó còn đẹp. Các màu thì sẽ bao gồm là màu đen này, màu cam này, màu bạc này, màu xanh, tức là những kiểu xanh nha, kiểu xanh nha đấy anh em, gọi là xanh ngọc này. Thế là chúng ta có màu tím là màu truyền thống. Đó. Ngoài ra là còn có những cái màu khác, nhưng mà chúng ta đó là cái màu độ thôi, bởi vì cái màu chủ yếu của nó là những cái màu như vậy. Lại còn có màu vàng, nhưng bản dễ hiểu hơn thì như là bản Pikachu nhá. Bản Pikachu có một loại nữa là loại màu trắng. Dùng tên như kiểu nó cũng là một dạng tay GameCube, nhưng mà kiểu nó bán kèm, nó phát hành với con Wii ấy. Tay đấy thì lại còn kiếm nữa đó. Cho nên là chúng ta có thể nói là tay GameCube ấy, nó rất là bền. Mặc dù là bây giờ những người chơi Switch hoặc cộng đồng chơi Switch ấy, người ta có tay Pro Controller của Switch, nó cũng bền không kém tay GameCube, nhưng mà người ta vẫn thích tay cái tay của GameCube hơn. Tại vì sao? Vì chả có một cái tay nào đó bằng phê như vậy ạ. Không có một cái tay nào đó bằng phê như vậy luôn. Và đặc biệt là cái tay này ấy. Và nếu mà để nói mà để chơi Smash Bros ấy, thì mình nói thẳng luôn là tuyệt con mẹ nó vời luôn. Tại vì từ xưa nay ấy, tất cả các bản Smash Bros, từ cái bản mà từ bản Melee GameCube trở đi cho đến cái bản mà Ultimate, thì rất là nhiều người ta vẫn là chọn quen tay cầm GameCube hơn. Tại vì sao? Vì cái tay GameCube ấy, dù sao đi chăng nữa thì nó vẫn là một trong những tay rất là bền, và nó rất là thân thiện, nó rất dễ sử dụng. Đương nhiên là tất cả các tay khác bây giờ thì nó học hỏi từ PlayStation nó rất là nhiều, và nhất là cái tay Pro Controller ấy, từ cái thế hệ của Wii U trở về sau thì sẽ là học theo tay của PlayStation đó. Cái Pro Controller của nó cấu tạo nó na từ Wii, cho nên là nó khác hoàn toàn. Còn tay GameCube thì như anh em biết rồi đấy, 3 phím cò, 4 phím tương tác, một cái D-pad bé xíu, mà thực ra thì nếu mà cái này mà để chơi game đối kháng thì đúng là vô dụng, chả làm được cái mẹ gì ở đời. Tiếp theo chúng ta có C-Stick và một cái analog controller. Thực ra thì cấu tạo thì nó có một cái nút start và select thôi. Tại vì cái này thì mình cũng không cần phải giới thiệu nhiều, anh em biết quá rõ rồi. Và đây cũng là một trong những cái tay khá là bền. Mình rất là thích cái tay GameCube, nó nằm ở cái điểm là như vậy. Ok. Thì ngoài ra chúng ta có một trong những cái món đồ nữa mình sẽ review cho anh em xem, thì mình cũng đập hộp từ rất lâu rồi, nhưng mà khoảng tháng gần đây, nhưng mà mình chưa có thời gian mà mình làm. Hôm nay mình tiện thể mình review luôn. Đó. Ok, tên. Mình lại quay trở lại. Sau món hàng của con GameCube thì chúng ta sẽ có một cái món hàng nữa. Thì đây là một trong những món hàng mà mình sẽ đem ra giới thiệu cho anh em, và mình đã siêu tập được thêm vài cái đĩa này. Mặc dù cũng không phải là mình mới nhận, gần đây mình sử dụng cái đây tầm tháng này rồi, nhưng mà mình vẫn muốn giới thiệu cho anh em xem. Và đây thì sẽ lại là một điều rất là hay và thú vị đây anh em ạ. Ok, thì mình có một cái series đĩa game nữa rất đặc biệt, mình rất là yêu thích, nhưng mà mình sẽ chưa thể giới thiệu cho anh em ở tập này được, và tập sau mình giới thiệu cho anh em sau. Chúng ta có 6 đĩa PS3 và 1 đĩa PS1. Cái điểm đặc biệt ở đây ấy, ở cái chương trình show ngày hôm nay ấy, đó sẽ là lần đầu tiên mình review con PS1, một đĩa game gốc PS1 trên kênh của mình. Và trước giờ mình chưa bao giờ mình sở hữu một đĩa PS1 bao giờ rồi. Đây là đĩa gốc nha anh em. PS3. Thì chúng ta có gì? What do we got here? Ok, mở đầu chúng ta có Assassin's Creed 3.
thì mình cũng không phải là fan của dòng series Assassin's Creed, nhưng mà được cái ở đây là Assassin's Creed ấy. Theo như mình ấy, đấy thì Assassin's Creed nếu mà để bảo chơi chơi hệ máy nào tuyệt vời nhất thì mình nghĩ là bản PS3 là tuyệt vời nhất. Nói chung là Assassin's Creed ấy, nó là một thứ gì đấy, nó là kế thừa từ Prince of Persia rồi. Và nếu như đây mà là một tựa game hay thì mình xin khẳng định luôn là chơi trên PlayStation thì vẫn hơn so với Xbox. Mình đã nói chung là mình là fan Xbox và mình trải nghiệm rồi, và mình cảm thấy là công nhận là Xbox nó sắc, nó dở ấy, nó rất là dở luôn ấy. Ok, tiếp theo chúng ta có yes, we got this. Đây là Devil May Cry 4. Đây là một trong những tựa game trên PS3. Giờ mà anh em kiếm cái con game này thì cũng khó lắm ấy. Tại vì bây giờ kiếm cái hệ US nó, kiếm cái hệ châu Âu ấy, nó là bình thường thôi. Cái đấy là nhàng nhàng này, anh em này kiếm được cái hệ Nhật. Nếu kiếm cái hệ Mỹ như này ấy, thì còn khó nữa. Nó chơi cái của mình ấy còn đây, hiệu quả này anh em. Ai xa, nhìn anh chàng này thì phê rồi. Ở các tập sau mình sẽ lấy thêm con Devil May Cry 3 nữa cho nó đủ bộ. Nhưng mà cơ bản là mình chưa có phần 1, phần 2, có thêm phần 1, phần 2 nữa thì tuyệt vời luôn đấy. Tiếp theo chúng ta có gì? Virtua Fighter 5. Virtua Fighter 5 là một trong những game đối kháng trong phần 5 thì mình thấy cái cách chơi khá là hay, và thậm chí có khi nó còn thú vị ngang không kém con game mấy cơ, con game Deadline 4 ấy đó. Thì siêu phẩm, sản phẩm cuối cùng của Sega, sản phẩm trong series cuối cùng của Virtua Fighter 5. Tiếp theo chúng ta có GTA 5. Thì anh em cũng biết đúng không, GTA 5 thì là một tựa game cướp đường phố. Yeah, kể tên thôi là cũng nghe, cũng gọi là nhìn hình thôi là biết rồi. Thế nên là mình cũng như là con game này mình nghĩ là cũng chẳng có gì đáng để bàn cho lắm. Và đây thì lại là hệ Asia, mình không thích hệ Asia cho lắm, thì hệ Mỹ hơn. Ok, tiếp theo chúng ta có GTA 4. Nếu như ai mà đã hỏi từng chơi con game này thì bây giờ chắc có khi tất cả những ông từng chơi game này bây giờ một vợ hai con. GTA 4 thì gọi là đó, mình nghĩ nó cũng cứ gọi là cổ đi, một cái game được đồ họa từ 2008. Yeah, what do you expect. Nói chung là câu chuyện thì hay, lấy bối cảnh Liberty City, mà mình nghĩ cái con game này để là ấn tượng nhất là anh Nico Bellic. Anh ấy còn ngầu hơn một cái thằng nào đó tử tù cách đây vài năm trong thế giới ở Liberty City. Ok, và cuối cùng là chúng ta có Fallout Vegas. Fallout Vegas là thì là nói chung là một tựa game RPG, trong một tựa game RPG là FPS, nói chung là một game này nó không nhiều nhất, mà lại là một phiên bản spin-off đầu tiên. Thì mình đang có một cái phiên bản trên PS3 đây. Đây là Fallout Vegas, New Vegas. Thì cái nói chung là cái con game này ấy, thực ra mình cũng có xem một số đánh giá trên Metacritic rồi. Mình thấy là con game này có chuyện khá là thú vị. Nó lại lấy bối cảnh như là giữa phần 1 này và phần 2 ấy. Như cầu thủ tập phần 3 nữa, nó có liên quan đến không?
xong và mình đã đánh giá xong và mình đã khoe của xong. Đấy. Thì hôm nay chúng ta có 7 món đồ để khoe của. Oh hello sis. À đây bà chị tôi đấy. Thì chúng ta có 7 món đồ để khoe của. Thứ nhất là tay cầm của Nintendo GameCube này. Thứ hai là 6 đĩa PS3 và 1 đĩa PS1 này. Kể ghế mà. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn anh em đã xem, nhớ like, subscribe và đừng quên ủng hộ trên shop của mình. Và anh em có thể inbox qua Facebook của mình hoặc anh em có thể nhắn tin qua fanpage. Mình sẽ để lại một số điện thoại, cái số điện thoại của shop mình. Và nếu như anh em nào mà có nhu cầu mua những thứ như thế này hay là những thứ như thế này, inbox và mình sẽ trả lời inbox của anh em. Nếu như anh em có nhu cầu hợp tác, ok, mình sẽ sẵn sàng hợp tác. Hoặc là anh em có nhu cầu mua hàng hay ở các tỉnh xa thì bên mình có ship COD cho anh em. Đó, anh em đừng lo, don't worries. Đó, anh em khi mà mua tầm 3 đĩa trở lên là sẽ có fix giá nhé. Thì ok, cảm ơn anh em đã xem, để like and subscribe và ủng hộ kênh của mình nhé. Marisa, bye. Thank you.